Rồi hôm nay là 16 tháng 3 này. Tình trạng là bông của bà con mình là như vậy này. Đây là vườn của chú đang mày ở Thượng Nam nhá. Nó ra nhưng mà nó bị khô. Cái này thì bà con cũng không cần phải lo lắng đâu nha. Này, bông của mình ra rồi nhưng mà nó bị khô lại. Rồi, mình sẽ hướng dẫn cho bà con xử lý cái vườn như thế này nha.